Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ của chúng ta. Tôi là Hoàng Ngọc Sơn, là Á quân du lịch Forex Thế giới 2018. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một trong những cách mà để chúng ta có thể copy những cái nhà giao dịch hàng đầu trên thế giới ha. Đặc biệt là nếu chúng ta có cái nền tảng là eToro, chúng ta đăng ký eToro thì chúng ta có thể vào trong eToro nè. Sau đó chúng ta chọn vào, sau khi chúng ta có tài khoản, mở tài khoản xong số hết trơn rồi, chúng ta có thể xác thực xong hồ sơ mọi vấn đề xong thì cho sau này chúng ta sẽ đăng nhập vào, và lúc này chúng ta sẽ có hiện lên cái tính năng là copy people. Đây là chúng ta sẽ copy những cái nhà giao dịch hàng đầu thế giới và chúng ta vào đây ha, copy. Sau đây chúng ta sẽ lựa chọn ra, thí dụ như chúng ta thấy những ông nào ha, những ông nhà trader nào mà tuyệt vời, có kết quả kinh doanh tốt, thì coi như là chúng ta có thể chọn mấy ông đó và chúng ta copy. Và đặc biệt là chúng ta chọn những người mà có chỉ số rủi ro nó thấp ha. Đại loại là ví dụ như 6 trở xuống này nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, nó an toàn hơn, đương nhiên là nhận nó ít thôi. Và một câu hỏi đặt ra là nhiều anh chị và các bạn nói, ủa tôi copy những ông này mà sao giao dịch ít quá vậy, thì làm sao mà lợi nhuận chúng tôi sẽ thỏa đáng được. Và anh chị và các bạn phải hiểu một điều thế này nè, đối với những nhà đầu tư mà trên thế giới đó, đặc biệt là những nước phương Tây, đặc biệt Mỹ phương Tây, thì anh chị và các bạn biết rằng cái lãi suất của họ đó nó khá là thấp. Cái lãi suất của họ một năm chỉ có vài phần trăm thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với lãi suất thấp như vậy mà nếu mà cái trader này nè họ mang lại cái lợi nhuận ví dụ như 33%, 17%, 78% là đối với họ là quá hài lòng rồi. Chứ không phải như chúng ta, đối với chúng ta nếu mà giao dịch mà lợi nhuận cả 20%, đối với nước ngoài là khủng, nhưng đối với chúng ta lại chưa có hài lòng. Và chúng ta xét đây nè, thí dụ chúng ta thấy có một nhân vật này, ví dụ như đây là ông này đây, không, Balaniem chẳng hạn ha, Balaniem này, trong một năm 12 tháng qua thì ông giao dịch lợi nhuận chỉ có là 17.78% thôi. Nhưng mà ở chỗ chúng ta vào đây chúng ta xem con này ông sẽ được cái gì. Chúng ta xem, chúng ta thấy không? Đó, đây nè, đây là cái biểu đồ lợi nhuận của ông nè, thấy không? Đó, ví dụ như ông dịch từ năm 2018 thì có những tháng là tăng, tháng đầu tăng, giảm đúng không? Tăng giảm tháng 5 lên 14.3%. Rồi 2019, thấy không? Tháng 5 là tháng giêng là chuyển vô đây, bắt đầu sau đó là lỗ 1%. Đại loại là lợi nhuận cũng không có cao. Ha, từng năm là từ khoảng 20 đến 20 hai mấy phần trăm thôi. Nhưng mà điều đặc biệt chúng ta thấy được cái điều gì? Đó, chúng ta thấy rằng là thấy không? Cái số mà người copy ổng là 1.465 người copy. Và với số tiền copy như thế này, đặc biệt là số tiền số người copy như vậy và số tiền copy là 1 đến 2 triệu đô. Tổng số tiền là số người mà copy này là tổng vốn của họ là 1 đến 2 triệu đô. Và anh chị biết người ta là người ta sẽ được bao nhiêu không? Người ta sẽ được là 2%. Thí dụ như đối với cái này là ông này ổng có 1 triệu đô, coi như là ổng sẽ có bao nhiêu? 1 triệu đô. Nó không như 2 thì là có nhiêu rồi, 20.000 đúng không ha. Còn ví dụ như 2 triệu đô này đây là 40.000 đó anh chị và các bạn, thấy tuyệt vời không? Có nghĩa là giao dịch lợi nhuận của mình có, mình giữ rồi. Mà ngoài ra trong cái trường hợp mà nếu mà có lợi nhuận phát sinh, tức là số người này mình có thêm cái thu nhập thụ động, đó là 2% trên tổng số tiền của những người có bên này nữa. Đó quá là tuyệt vời. Đây là một trong những cái cơ hội, một trong những cái cách thức mà những nhà đầu tư có thể kiếm thêm thu nhập thụ động từ thị trường này. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta thấy khi giao dịch cái chuẩn thế giới này lợi nhuận chúng ta không cần phải cao, nhưng mà ổn định là được rồi. Và đây chính là một cái tử huyệt của rất là nhiều trader ở Việt Nam. Chúng ta mong muốn rất là nhiều lợi nhuận rất là cao nhưng mà không chấp nhận rủi ro. Và hầu như khi giao dịch thì phần lớn là chúng ta bị gọi là tự ám thị mình là nó không có rủi ro, không sao đâu, nhưng khi mà nó đổ một cái thì chúng ta sẽ bị hoài nghi. Đó, và đó là một trong những cái mà hầu như là cái trader Việt Nam khó thể thành công được trên cái con đường mà giao dịch hàng đầu thế giới này. Ví dụ giả sử như bây giờ đơn giản nè, chúng ta thấy qua trong World Cup này, World Cup cho mình ship nè, thấy không? World Cup cho mình ship nè, này năm rồi tôi đã thi nè, nè, anh chưa standing nè, thấy chưa? Đó, anh chị thấy không? Nè, như năm rồi nè, kết quả như năm nè, thấy không? Năm rồi nè, kết quả năm bằng năm nè. Đây bình quân ta 53.1% nè, năm rồi tôi được 72.8%, Hoàng Sơn Hoàng Việt Nam nè, thấy chưa? Duy nhất người hơn 35 năm qua đạt được kết quả tuyệt vời này. Đó, rồi năm nay là 2019 nè, thấy chưa? Tới thời điểm hiện giờ, bây giờ nó đã là tháng 11 rồi, 2011 rồi. Thì bây giờ đây là thứ năm là 61%, hiện giờ cao nhất là 15.7%. Thì đó, anh chị thấy rằng đối với thế giới người ta dịch như vậy đó, đó là đặc biệt là người ta nghĩ tới vấn đề là an toàn vốn ha, đầu tư bền vững chứ không phải là đầu tư kiểu nóng mà vô đụng cái bỏ vô cái quýnh cái là thành tiên liền, mai là thành gọi là một thành vua hay là thằng mài á. Thì cái đó trường phái dịch đó nó không có ổn, không bền vững. Chúng ta phải hướng tới việc là giao dịch lâu dài nha, coi như chuyên nghiệp, thì cái đó mới là cái mà chúng ta đi, con đường chúng ta đi. Thấy chưa? Đó. Hãy thấy những con người thế này, và đặc biệt đơn giản lắm. Vào đây mình muốn copy người này chứ cần chọn này copy nè, thấy không? Vậy là xong thôi. Thì là copy cái ông này. Đó, copy ổng, bấm copy. Tức là nó có xác thực, mình bấm copy một phát một rồi sau đó nó hiện ra mình copy lần nữa coi như xác thực không? Thì hiện giờ giả sử như tài khoản demo, virtual này demo thì chúng ta copy.
À, thì chúng ta vào đây chúng ta xem cái phần là ví dụ như phần là portfolio này đó, thấy chưa? Thì đây nó hiển thị danh sách đó, đây là hồi nãy mình copy con này nè, hiện giờ mình đang treo lệnh, tức là ông phát sinh lệnh là nó sẽ vô lệnh, thấy chưa? Còn đây là những lệnh trước mình mua Amazon cổ phiếu này, là cái trước tôi làm video tôi hướng dẫn chị nó mua vào nhìn lại ở đây, Bitcoin cũng vậy ha, đó nó chỉ đơn giản như thế thôi. Tớ copy những cái nhà giao dịch hàng đầu đây, thấy chưa? Thích ông nào khác nữa thì vô ông này, thích ông này giao dịch còn ổn, làm giờ vô đây copy ổng. Anh ra rồi copy không? Rồi tiếp tục, ví dụ như ông nào 56% ông này không? Rồi thích ổng copy ổng, copy à, số tiền copy, đỏ tiền copy ổng là cái hàng, mức copy của ổng là 1.000, mình muốn copy ông này là 1.810 copy rồi ok à, nó hỏi được position nào à. Cái này mình thẳng ảo đúng không, cẩn thận à. Rồi portfolio vậy mình copy mấy ông danh sách copy giờ nó đòi hỏi thêm tiền nữa à, đây không đủ tiền ha. À đây này lần 8 mà đòi hỏi mình có 1.700 không, không được, đúng rồi, nó không đủ nha. Nó như vậy coi như là chúng ta cách copy là giờ tôi chỉ anh chị cách copy, có thể vào đây search ra những cái nhà đầu tư mà ok mình thấy mình thích theo trường phái dịch hợp lý của mình, copy trên đây nhiều lắm, tài năng nhiều lắm, chị lên đây copy đi nha. Rồi vậy coi như là ok. Còn đây là thứ nhất là người ta theo cái chuẩn, là ví dụ như những nhà đầu tư mà đạt được cái chuẩn như thế nào thì người ta sẽ lọt vào trong danh sách được cho phép copy, chứ không phải ai cũng được copy đâu. Do đó là người ta cũng đòi hỏi test cái năng lực nữa à, cái năng lực thì sẽ ổn định nè, rồi cái kỹ năng dịch qua nhiều thứ lắm ha, rồi chỉ số rủi ro nữa. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể tìm khi chúng ta vào trong cái hệ thống của eToro. À, thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể vào trong eToro để chúng ta copy những nhà dịch hàng đầu. Rồi, tôi sẽ dừng video đây. Hẹn anh chị gặp lại anh nhiều các bạn ở những video kế tiếp nha.